nghiệp lực. Dân, trước đây sư phụ có nói rằng nghiệp lực không còn nữa. Điều đó có nghĩa là chúng sinh không còn đầu thai để trả nghiệp cho tội lỗi mới. Nhưng thay vào đó phải chuộc lỗi bằng một số cách khác, như được phán xét bởi thiên đàng trong cuộc đời này hay ở thế giới bên kia. Sư phụ, còn tùy theo họ có tốt và ăn năn không, thì sau đó tôi có thể giúp họ đi lên. Nhưng nghiệp lực không còn nữa, nghĩa là quý vị không có thêm gánh nặng để lo. Nhưng nghiệp của quý vị phải xử lý. Ví dụ, ở một quốc gia, chính phủ cấm ma túy. Nhờ vậy, ít nhất quý vị không bị sự cám dỗ đó đè nặng thêm lên đời sống quý vị. Nếu những đứa trẻ được sinh ra và họ không bao giờ biết đến tên của ma túy, họ không thấy ma túy, chưa bao giờ nghe về nó, thì họ bớt được một cám dỗ để chiến đấu hoặc bị gánh nặng. Họ sẽ không bao giờ nghiện ma túy, rồi họ sẽ không bao giờ vào địa ngục dành cho người nghiện ma túy. Họ sẽ không bao giờ bị bệnh này hoặc biến chứng liên quan đến vấn đề ma túy. Vì vậy, nghiệp lực là một thứ làm cho người ta vướng vào những việc làm xấu và bị lừa làm điều xấu dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm việc xấu, quý vị sẽ không trả giá. Quý vị phải trả, chỉ là ít hơn. Và nếu người nào làm điều xấu trong quá khứ, nhưng bây giờ ăn năn và thành tâm hối cải, thì lực lượng minh sư có thể giúp họ đi lên thiên đàng. Nghiệp chướng biến mất. Vì sao đa số người phải luân hồi sinh tử? Bởi vì họ vẫn còn lưu luyến thế giới này, họ vẫn còn muốn trở lại. Còn một điều gì đó họ không buông bỏ được, nên họ muốn được trở về để hưởng thụ điều ấy. Hoặc có những người mang trong lòng mặc cảm tội lỗi nặng nề, muốn trở lại để trả món nợ này. Nhưng chúng ta không còn nghiệp nữa. Nghiệp chướng của đời trước đã bị sư phụ đốt sạch cả rồi. Hiện tại thì chúng ta không còn tạo nghiệp mới nữa. Chúng ta trì ngũ giới, ăn chay, không còn nợ điều gì của thế giới này. Tự mình kiếm tiền cho mình dùng, không nhận của cúng dường. Vậy thì chúng ta còn thiếu ai điều gì nữa? Những nghiệp chướng tồn kho rất dễ thanh toán. Một ngọn lửa cũng đủ rồi. Dùng lửa tam muội đốt, cả thế giới còn cháy rụi, huống chi nghiệp chướng cỏn con của quý vị. Hiện tại mới là quan trọng. Nếu hiện tại và tương lai chúng ta không tạo thêm nợ nần mới, thì chúng ta không còn thiếu ai nữa. Nếu chúng ta không còn lưu luyến thế giới này, vậy thì tại sao còn muốn trở lại? Lúc chúng ta giảng sanh, cho dù chúng ta có cố gắng suy nghĩ, còn có điều gì làm chúng ta ưa thích không? Chúng ta cũng không nghĩ ra. Những điều nghĩ đến toàn là những nỗi đau thương, sợ hãi, chỉ mong mau sớm ra đi mà thôi. Cho nên tu hành không nên mù quáng, tin tưởng, mà phải hợp lý. Cho dù quý vị không tin rằng sư phụ đã đốt sạch những nghiệp chướng quá khứ của quý vị, cũng còn có lý lẽ khác cho quý vị tin. Ví dụ, một người nông dân chất một số lớn khoai môn hoặc lúa trong kho, đợi đến mùa tới sẽ mang ra trồng, hoặc là cất đi cho một vụ mùa mới. Nhưng khi mùa trồng trọt đến, ông ta không đem ra dùng, vẫn cứ để trong kho. Kết quả là càng để lâu, nông phẩm càng hư hại, bị sâu ăn, bị ẩm mục, hoặc là chuột kiến đục khoét mang đi. Những nông phẩm trong kho này không có cơ hội phát triển để đơm bông kết trái. Không ai tưới nước, không ai cho đủ phân và đất, lại cũng không đủ ánh nắng. Thiếu thốn mọi điều kiện phát triển, nên tự nó sẽ hư đi. Cũng vậy, nghiệp chướng quá khứ của chúng ta được cất giữ trong ký ức chúng ta. Khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó mới có cơ hội phát triển. Bây giờ chúng ta không còn gây ra nữa, không tạo cho nó có cơ hội phát triển. Ví dụ như bây giờ chúng ta không còn tạo những lỗi lầm như trong quá khứ nữa. Trong quá khứ chúng ta đã làm rất nhiều lỗi lầm. Nếu như bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm,
thì sẽ tạo cơ hội cho những lỗi lầm này kết nối với những lỗi lầm của quá khứ để rồi phát triển thành nghiệp chướng trong hiện tại hoặc tương lai. Nếu hiện tại chúng ta không tạo lỗi lầm nữa, nó sẽ không có cơ hội, không có vật liệu, không có những điều kiện cần thiết để phát triển. Cho nên mới cần trì giới, mới cần ăn chay, mới cần tọa thiền. Cho dù có tọa thiền, mỗi ngày chúng ta vẫn còn tạo ra những nghiệp chướng vi tế. Vạn nhất chúng ta vô ý thức tạo ra những nghiệp chướng mới, chúng ta có thể dùng lực lượng quán âm để rửa sạch. Cho nên mới an toàn, không còn chỗ hở cho chúng nảy mầm. Nghiệp chướng mà chúng ta thật sự có. Vấn: Tại sao chúng ta có quá nhiều nghiệp chướng ngay cả sau khi đã được truyền tâm ấn và tu hành pháp môn quán âm? Sư phụ: Lẽ ra mình còn có nhiều nghiệp chướng hơn vậy nữa. Bất cứ nghiệp chướng gì quý vị có chỉ là phần dư lại để mà tiếp tục sống trong đời này. Bởi vậy quý vị mới có mặt ở đây. Phần còn lại đã được xóa sạch hết rồi. Quý vị không biết quý vị có bao nhiêu nghiệp chướng đâu. Tôi sợ nếu quý vị biết được, chắc quý vị sẽ té xỉu. Cho nên một ít nghiệp chướng mà quý vị thấy mình đang có ở đây là không. Không, không nghĩa lý gì cả so với nghiệp chướng mà quý vị thật sự có. Tốt rồi, hãy vui lên ha. Hãy vui mừng, bởi vì nếu quý vị có tất cả nghiệp chướng đó, quý vị sẽ không bao giờ thoát khỏi thế giới này. Luật nhân quả rất nghiêm khắc. Vấn: Có phải sự xung đột hiện tại ở Trung Đông là do ảnh hưởng nghiệp quả xấu của những người trong thời tiên tri Mohammed xin hòa bình đến với Ngài không? Sư phụ: Một phần, một phần. Bất cứ khi nào chúng ta làm hại đến vị tiên tri, chúng ta tự hại mình đến nhiều kiếp. Chúng ta thậm chí có thể bị đọa địa ngục vì điều đó. Không phải vì vị tiên tri không tha thứ, luật nhân quả ở đây rất nghiêm khắc. Quý vị làm hại ai, quý vị phải trả. Cho nên một số xung đột ở bất cứ đâu, không chỉ tại Trung Đông, tại bất cứ nơi nào đều là vì nhân loại chúng ta không tử tế với nhau, nhất là với vị tiên tri. Luôn luôn có gì đó, đã làm gì đó, sai quấy với vị nào. Cũng bởi vì chúng ta giết hại lẫn nhau, và chúng ta cũng giết hại tín đồ của các vị tiên tri vào thời nào đó. Có thể đó là tín đồ của Chúa Giêsu, tín đồ của tiên tri Mohammed, tín đồ của Đức Phật, hay tín đồ của Minh sư Mahavira, hay tín đồ của đạo sư Nanak, vân vân. Hay tín đồ của Krishna thời đó, rất nhiều minh sư tôi không thể nói hết. Rồi chúng ta phải trở lại và phải trả giá cho những gì mình đã làm. Chúng ta phải là nạn nhân để trải nghiệm những sự đau khổ mà chúng ta đã gây ra cho kẻ khác trong tiền kiếp hay lần rồi. Để rồi chúng ta hiểu, làm loại chuyện này sẽ làm người ta đau khổ, giống như người ta đang làm vậy với chúng ta bây giờ, khiến chúng ta đau khổ. Một khi chúng ta hiểu điều đó, thì linh hồn sẽ thay đổi. Không phải linh hồn hiểu, nhưng đầu óc sẽ hiểu, rồi sẽ thay đổi. Và rồi sẽ cho phép linh hồn lèo lái cuộc sống mình và chúng ta trở thành một người tốt hơn. Chúng ta không tiếp tục nghe theo đầu óc hay ảnh hưởng xấu xung quanh. Nhưng chúng ta lắng nghe linh hồn và linh hồn tối cao. Và linh hồn tối cao lắng nghe Thượng Đế. Ví dụ vậy, và chúng ta thay đổi. Nghiệp sát không bao giờ tan biến. Vấn: Thưa sư phụ, người ta nói rằng các tín đồ Hồi giáo sau khi họ ăn mừng, sau 40 ngày sau đó họ có một truyền thống cúng tế loài vật, bò và cừu non và cừu. Có phải điều đó liên quan đến nghiệp quả xấu của Nam Dương? Sư phụ: Không, không liên quan. Không, dĩ nhiên, điều đó không tốt. Bất cứ thú vật nào bị giết cũng không tốt cho quốc gia đó.
Càng nhiều thú vật bị giết trong một quốc gia nào thì càng tệ hơn cho quốc gia đó. Có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng về sau, nghiệp quả xấu sẽ không bao giờ đi mất, sẽ không bao giờ tan mất, nó sẽ trở lại sau đó, hoặc bây giờ, vậy thôi. Đôi lúc tùy vào thời điểm nào. Như ví dụ, họ giết loài vật quá nhiều, nhưng trong tiền kiếp họ có công đức tốt, đó là lý do nghiệp quả xấu của họ không đến liền. Hay bất cứ chuyện xấu gì họ làm, nghiệp quả xấu không lập tức đến với họ, vì họ có một số công đức tồn trữ từ tiền kiếp. Vậy thôi. Sớm hay muộn, nếu không phải kiếp này, thì là kiếp sau, hay sau khi chết. Không ai sát sinh và rồi được tự do. Quý vị sẽ phải chịu đau khổ cách mà loài vật bị đau khổ, cho dù quý vị là người tu hành. Giả sử tôi đã dạy quý vị không được sát sinh rồi, phải không? Nhưng rồi quý vị sát sinh, vậy thì quý vị vẫn phải trả cho nghiệp xấu đó. Vào lúc tâm ấn, tôi giúp rửa nghiệp quá khứ, có nghĩa là tách nó rời khỏi quý vị. Nhưng nếu quý vị tạo nghiệp sát mới, quý vị phải chịu đau khổ, hiểu không? Cho dù minh sư có thể chịu khổ chút ít cho quý vị, nhưng không phải toàn bộ. Vì như vậy không công bình đối với nhân quả. Loài vật sẽ không đòi tôi chịu trách nhiệm, nhưng đòi quý vị. Và là minh sư, tôi có thể gánh một ít đau khổ, nhưng không phải toàn bộ, hiểu không? Quý vị phải chịu khổ theo cách loài vật đã đau khổ, để quý vị học bài học về tình thương, về lòng từ bi, về việc đối xử với người khác như quý vị muốn được đối xử. Hệ thống nhân quả không hề sai chạy. Không ai thoát khỏi nhân quả, ngay cả tôi cũng không thoát khỏi. Nếu tôi sát sinh hoặc nếu tôi làm điều gì sai quấy, tôi sẽ trả cho điều đó. Nó là vậy. Không có ngoại lệ. Không phải vì tôi là minh sư, rồi tôi làm điều này, điều nọ, và tôi thoát được. Không được. Không được. Tôi sẽ không mất địa vị, nhưng phải trả về thể chất cho những gì tôi đã làm hay đang làm với bất kỳ người nào hay chúng sinh nào. Ngay cả những loài vật rất nhỏ, kiến, côn trùng, bất cứ gì, quý vị phải trả. Chỉ là trả ít. Loài vật lớn, quý vị trả nhiều hơn, hiểu không? Luật bù trừ. Có một sợi dây buộc chúng ta với linh hồn, bất kể đi đến đẳng cấp nào. Khi qua đời, sợi dây đó mới bị cắt rời. Nhưng trước khi chết, quý vị còn bị buộc với sợi dây đó. Đối với người thường, khi ngủ, linh hồn rời khỏi thân thể để nghỉ ngơi, bởi vì thân thể làm đủ thứ chuyện. Đôi khi linh hồn rất mệt mỏi khi phải điều khiển thân thể. Vì vậy, nếu chúng ta làm những chuyện sai trái, làm tổn thương người khác chẳng hạn, rồi bởi vì chúng ta đồng nhất thể, nên nếu linh hồn đó bị tổn thương, linh hồn này cũng bị ảnh hưởng. Và theo luật bù trừ, mình phải chia sẻ cho linh hồn bị ảnh hưởng. Nếu quý vị lỡ đụng xe người nào, thì phải đền bù cho người đó để họ hồi phục. Về mặt vật chất thì vậy. Và về tâm linh cũng tương tự. Đó là vì sao bất cứ gì mình dùng ở thế gian này, dù là dùng cho thân thể, như ăn uống hoặc lấy gì đó, chúng ta luôn phải chia sẻ công đức của mình. Cho nên nếu mình tích lũy rất nhiều hay ăn nhiều, không ai nói gì cả, nhưng mình phải đền trả về mặt tâm linh. Vì vậy không có nghĩa là ăn càng nhiều thì càng tốt. Không phải như vậy. Chỉ vì điều đó miễn phí hay vì mình giàu có, mình vẫn phải trả dù mình đã trả bằng tiền. Vẫn phải trả về mặt tâm linh, một số điểm công đức tâm linh phải bù đắp cho chúng sinh đó để họ tiến hóa. Đó là cách mọi chúng sinh tiến hóa. Tốt hơn là chúng ta thiền thật nhiều và rồi chúng ta có rất nhiều công đức tâm linh. Rồi cho dù tiêu dùng một số vào thức ăn hoặc vào việc khác hay lỡ tổn thương người khác, chúng ta vẫn có đủ để lo cho mình. Luật nhân quả khiến chúng ta quên. Vấn: Do đâu mà có sự ràng buộc, thưa sư phụ? Sư phụ: Nhân quả.
nhân quả và vô minh. Ma Dương, lực lượng phủ định khiến quý vị như vậy. Khi vừa sinh ra, quý vị sẽ phải quên một số điều mình biết về tiền kiếp, về Thượng Đế, về địa vị tâm linh hay phẩm chất tốt của mình. Quý vị quên. Cho đến 2, 3, 4 tuổi, quý vị có thể nhớ chút ít, nhưng sau đó quý vị quên. Hiếm khi quý vị có thể nhớ cho tới 8, 9 tuổi. Quý vị có thể nhớ trong mơ. Chính luật nhân quả khiến quý vị quên. Bức màn khép lại trước mắt quý vị. Đó là lý do rất khó cho quý vị, ngay cả khi quý vị tu hành pháp môn Quán Âm để thấy thể nghiệm. Nó ngăn chặn quý vị, khiến quý vị không thấy gì hết. Dù vậy, quý vị vẫn cảm nhận là mình tiến bộ, cảm thấy mình tốt, cảm thấy mình tốt hơn trước. Quý vị cảm thấy thăng hoa, cảm thấy khai ngộ. Nhưng đôi khi quý vị không thấy thể nghiệm, quý vị không thấy mình tiến bộ ra sao. Giống như một đứa trẻ lớn lên từ từ, từng chút mỗi ngày. Người mẹ thậm chí không cảm thấy điều đó, mỗi ngày bồng bế con, nhưng chưa cảm thấy nặng. Khi người con ra đời, nhỏ xíu như thế này, có thể 8 cân anh, bà ta luôn bồng bế con, và đứa con lên 10 cân, và rồi 12 cân. Người mẹ vẫn bồng con, không cảm thấy là đứa con nặng hơn. Rồi bỗng dưng một ngày nọ, bà nhận ra, ồ, em bé trở thành cậu bé rồi. Cậu bé đi, cậu bé nói, và rồi vụt một cái, cậu thành một thanh niên. Ồ, và anh ta có bạn gái. Ồ, rồi anh ta cưới vợ. Ôi Chúa ơi, cậu bé của tôi. Và bây giờ cậu bé của tôi có thêm các cậu bé nhỏ và cô bé nhỏ. Quý vị lớn lên từ từ. Cách giảm hậu quả của định nghiệp. Chấn, thưa sư phụ nói rằng định nghiệp không thể đổi, nhưng sư phụ cũng nói định nghiệp không hẳn là nhất định như vậy. Nhưng chúng con tu hành không đủ, thành thử nếu mình kiên trì tu hành tinh tấn, thì định nghiệp của mình sau này có thể suôn sẻ. Sư phụ, đúng vậy. Dấn, thưa sư phụ, con muốn biết, nếu mình không thích định nghiệp mà mình đã chọn, thì ngoài việc tu hành chăm chỉ, còn cách nào khác để giảm hậu quả của định nghiệp này tới mức tối thiểu không? Sư phụ, phục vụ kẻ khác và đóng góp vô vị kỷ. Dấn, sư phụ cũng nói về điểm. Những điểm này giúp mình đối phó với định nghiệp không? Sư phụ, đương nhiên là có. Định nghiệp sẽ giảm đi và dễ chịu hơn. Thí dụ như, dòng đeo tay này to cỡ này thôi, không cách nào làm nó lớn hơn được. Bàn tay tôi bây lớn, không cách nào làm nó nhỏ hơn. Nhưng nhiều khi không xỏ vô được, hiểu không? Như vậy, nhưng mình bôi dầu thì nó vô được, thí dụ vậy. Định nghiệp của chúng ta cũng giống như bàn tay và cái dòng đeo tay. Nếu chúng ta tu hành tinh tấn, thì cũng như mình bôi dầu hay bôi kem xoa tay, thì mình đi qua suôn sẻ hơn. Chúng ta không thay đổi gì cả, chỉ bôi dầu cho nó êm ái hơn thôi. Những người chống lại Minh Sư. Tôi đã bảo quý vị rằng, tôi có thể cứu người tệ nhất, nhưng không thể cứu đệ tử của tôi khi họ là người tệ nhất. Bởi vì đệ tử đã được dạy biết phân biệt đúng sai, và họ đã được nuôi dưỡng trong tình thương, giáo dục tâm linh và phước lành. Cho nên nếu họ chống lại người nào đó vô hại như tôi không làm hại ai cả, cho dù tôi không phải thầy giỏi hoặc thầy xấu, chúng ta chưa nói tới điều đó. Tôi vô hại. Tôi chỉ nhắc quý vị tu hành. Nếu quý vị đến nhà tôi chắc chắn làm hết khả năng để quý vị được thoải mái. Tôi muốn xây thêm nhiều biệt thự cho quý vị. Nhưng để làm gì? Dù sao quý vị cũng không ở lâu. Quý vị chỉ đến vài ngày rồi ra về. Quý vị có nhà cửa. Quý vị không phải vô gia cư. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tôi dùng tiền của tôi cho những người tuyệt vọng hơn. Xin lỗi, phải nói vậy. Tôi thương quý vị, nhưng tôi cảm thấy quý vị không tuyệt vọng như quá nhiều người khác. Quý vị có thể thấy một số trên TV, những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương, phụ nữ bị quấy rối, bị sàm sỡ bởi vì họ phải đi bộ mười mấy cây số để lấy một ít nước,
để lấy một ít nước mang về nhà cho con cái của họ dùng. Hoặc một số người tị nạn đi vào quốc gia lạnh mà họ không có gì hết. Trẻ em đi chân trần và chỉ che thân bằng một tấm bạt ni lông nhỏ. Không tường bao quanh, không ống khói, không máy sưởi, không gì cả. Những người này tuyệt vọng hơn. Hoặc một số người bị thảm họa, họ bỗng nhiên không có nhà cửa, không tiền bạc. Cho dù họ có thẻ tín dụng, ví dụ vậy, nó đã bị cơn lũ cuốn đi mất. Họ không thể chứng minh bất cứ gì ngay lập tức. Họ đói, họ khát, họ bị lạnh. Những người này, chúng ta giúp liền. Công việc cứu trợ. Công việc cứu trợ nghĩa là sự giúp đỡ khẩn cấp tới khi họ sống tự lập trở lại. Tôi không giàu hơn bất cứ ai trên địa cầu. Tôi không phải là người giàu nhất. Thậm chí cũng không giàu trung bình. Chỉ cho rất nhiều và rồi người ta nghĩ tôi có rất nhiều tiền. Tôi vẫn có. Tôi không lấy tiền của quý vị, không dụ dỗ quý vị làm điều gì cho tôi. Tôi chỉ bảo quý vị đi ra ngoài giúp người khác. Quý vị đừng cho tôi tiền. Quý vị đi ra ngoài cho người nghèo hoặc mở nhà hàng, giúp người khác về tâm linh cũng như về vật chất. Hoặc nếu quý vị không thể mở nhà hàng vì nó tốn rất nhiều công sức và nhân lực, thì quý vị mở tiệm thực phẩm nhỏ, thuần chay. Vậy thì rất tốt cho thế giới và cho những người khác. Giúp họ nhận ra ăn trường chay, thuần chay, rất dễ. Đại khái vậy. Và chúng ta làm việc với nhau. Ý nói tôi làm việc của tôi, quý vị làm việc của quý vị. Quý vị làm được gì thì làm và giữ những gì quý vị có. Tôi không lấy bất cứ gì của quý vị. Theo như tôi biết, tôi biết tôi vô hại. Nếu ai tìm cách hại một người vô hại như vậy, thì dĩ nhiên nghiệp chướng rất nặng. Hơn nữa, tôi tạo nhiều lợi ích cho nhiều người, nên điều đó sẽ bao gồm tất cả nghiệp của quý vị bên trong cho người đó. Thành ra không ai trừng phạt họ. Họ phải lãnh nghiệp thôi, bởi vì tôi làm việc cho thế giới, không phải chỉ nghiệp của tôi thôi. Nên nếu họ hại tôi, họ sẽ phải nhận lấy tất cả nghiệp của con người, tâm ấn cũng như không tâm ấn. Bởi vì cản trở sứ mệnh của tôi để giúp con người thăng hoa, đó là vấn đề. Không phải chỉ thân thể vật chất cá nhân của tôi thôi. Thành ra những đồng tu chống lại bất kỳ minh sư nào rất khó chuộc lỗi. Linh hồn có thể không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng nó có thể bị bọc trong một cái hòm mãi mãi. Gần giống như bị tiêu diệt, quý vị không thể làm bất cứ điều gì nữa. Quý vị không là chính mình nữa, đã xong đời. Không ai có thể giúp quý vị nữa. Quý vị sẽ không bao giờ nhớ danh hiệu của một vị Phật. Quý vị không thể thậm chí mở miệng để nói danh hiệu của Đức Phật. Nghiệp chướng khóa chặt hết, quý vị không thể làm gì cả và chỉ trừng phạt quý vị đời đời mãi mãi và quý vị không thể thoát ra. Đây là một tình trạng rất kinh khủng. Nhưng những người làm điều xấu, họ không suy nghĩ. Họ không biết tất cả điều này. Họ có biết, nhưng họ chỉ nghĩ họ không thấy điều đó, nên có lẽ không vấn đề gì. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.